Chào mọi người nhá. Em nói Dương Vy này, mỗi người lên cho 5 phút thôi. Người ta nói cho người ta nói đúng trọng tâm xong rồi cắt tạm dừng rồi khác lên để nói cho đỡ bị quên ý tưởng. Hả? Bên trong trọng tâm mà. Không, mình cho 5 phút thôi để cho nó quên ý tưởng, không người ở dưới là lại bị quên ý tưởng ấy, hiểu không? Là cứ ngồi ủ mưu lúc mà lực lên khối mẽ cả mưu rồi. Đây nhá, để cho em nói đơn giản cái so sánh như là Mỹ và Việt Nam đi, bỏ qua Đức đi. Lúc ấy chú bảo là cái bảo hiểm mà để mà khi mà người tê tê lại đúng không, thì ở Việt Nam mình ấy cũng thế thôi, khi mình mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự ấy đúng không, xe máy cũng có, ô tô cũng có, thì là khi mình ghi thể tê lại thì là công ty bảo hiểm sẽ thay mình đền bù cho người bị mình làm tê lại là 100.000 triệu là đối với người và 100 triệu đối với cả hàng hóa, còn xe máy hàng hóa 50 triệu đúng không, là cái bắt buộc là cái nhất là nhân văn đúng không. Còn so bảo hiểm ở Việt Nam cả Mỹ thì là Việt Nam bắt đứt Mỹ rồi. Việt Nam nó chỉ tính là bảo hiểm là tính giá trị xe là nhân thôi, nhân cộng lệ phí thôi, nhưng Mỹ là phải tính là người già này, người trẻ này, người có đâm tai nạn nhiều hay không này, đấy, người lấy bằng lâu chưa này, rất là cầu kỳ đúng không. Để đơn giản thì cái đấy nó lạ hơn rồi. Còn cái chuyện mà chú Phú chú ấy nói là cái chuyện mà cái bà mà bà đi sang Mỹ từ năm 2002, bà lấy chồng người Đan Mạch hay người Ba Lan này đấy, thì sang Mỹ bây giờ là bà ấy chỉ nghe tiếng Anh thôi, bà ấy không hiểu tiếng Việt. À, tiếng Anh mà viết chữ thì là chẳng may thằng chồng nó lại cho bà ấy quả tội là gì, ấu dâm trẻ con, là bà chụp cái ảnh mà khi mà ba đứa bé ấy, nó từ ở nhà bố nó về mẹ nhà mẹ nó, xong mà cái quần hở ấy chụp cái ảnh đấy, thì không may cái ảnh đấy có bức ảnh mà thằng bé nó bị lại hở chim, thế là thôi thằng bố ấy báo với cả cái sở mà của cái gì đấy, sở mà của trẻ con đấy, là kêu là con mẹ ấu dâm, bây giờ là phạt nó nếu mà không có 20.000 đô nhá, đôi khi ý, lãnh cái mức án là tù trung thân ấy, khổ không. Đấy là quá 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 là không gọi là gì, là luật pháp nó không công bằng rồi. Ở Việt Nam mình đúng không, luật pháp công bằng, kể người hiểu biết hay không hiểu biết đều công bằng hết, chứ bên kia phải có sư. Bây giờ bảo là tố khoảng tầm 20.000 đô không bảo đi tù trung thân, nhục chưa. Mà mẹ nhá, thằng bố cái con mụ mà kia nó chỉ bảo là cứ ký đi rồi sẽ con mày sẽ có gặp mày, là ký phát thôi xong ăn chết luôn, bây giờ ra tòa đấy. Đơn giản thì chỉ có tiền đúng không, bây giờ không có tiền là sẽ bị tù, thế quá là bị bất công còn gì nữa, thì chứng tỏ là người có tiền thì là người vẫn thắng đúng không anh, luật pháp bên đấy. Chứ bây giờ mày như Việt Nam mình đâu, là người ta phải giải thích kỹ cần cho người ta, kẻ không biết chữ cũng phải ngồi giải thích cho người ta hiểu. Đây thì bạn đi của quả chơi quả luật pháp thế thì chết mẹ rồi. Anh đi cần phớt anh Kim Trịnh ơi, là cái con mụ này nó bị thằng chồng bây giờ tố là đang ấu dâm với con nó, hiện tại mới đang bị dính mức án là nếu mà không ra tòa mà không có tiền thuê luật sư ấy khoảng tầm 20.000 đô ấy thì là sẽ bị tù, đôi khi lãnh mức án chung thân luôn đấy, khổ chưa. Anh cho TV lên nhá, chào mọi người. Chào Dương Vy nghe. Chào cả nhà, trong qua lâu quá cũng không lên, cũng bận quá. Trời bên này sáng thì trời ngoài trời âm u mà đầu tuần thì nó vắng khách. Đặng lên nói chuyện tới cho vui. Thì bổ sung cái chỗ các anh tên gì quen rồi? Thế Quang. Mời là tên gì? Thế Quang. Ok, thì là một phần thì anh nói cũng đúng, mà đúng ở chỗ nào đúng, mà nhưng cái chỗ mà anh nói sai thì nhiều người anh chị em trong nước mà không có hiểu á, thì chỗ này bổ sung thêm chỗ này nè. Khi người ta ra tù rồi đó. Đúng rồi. Thì coi như không còn nó thật sự không phải là khó có cơ hội mà không còn cơ hội. Khi mà bên này đã ra tù thì không còn cơ hội để kiếm việc làm. Chứ không phải là khó có cơ hội mà không còn cơ hội. Tại vì ở bên này mà khi mở tù đó, khi mà ra tù á, thì tất cả những xin việc làm hoặc những người mà sẽ bị tránh hết, người ta họ tránh hết, người ta họ không có cho một cơ hội nào hết. Đó. Còn mà cái mà bị còng chân còng đồ á, là không phải là ra tù, là đang bị án tù. Là có nghĩa ví dụ như mà một người đó chạy xe mà say rượu thì bị cảnh sát nó bắt thì trước tiên là nó nhốt trong 24 tiếng đồng hồ, thì 24 tiếng đồng hồ xong thì phải bêu ra là 10.000 đô la, chứ không phải là 2.000, 3.000. Mười bữa nay là bêu ra là giống như là bảo lãnh á, là bảo lãnh ra phải nộp vô 10.000 đô la đó. Thì khi 10.000 đô la đó rồi á thì là anh có quyền tự do nhưng anh không được trốn. Có nghĩa như anh trốn là coi cái số tiền nó sẽ bị mất và anh xin đã sẽ truy nã anh đó. Khi mà anh ra tòa đó thì anh có tội mà tùy theo cái uống rượu cấp độ mấy, 1, 2, 3 say á, bị say 1, 2, 3
Thì nếu như mà anh mà bị cái dạng mà nặng á, thì đầu tiên á, anh chưa bị một cái kỷ luật, bị luật luật bị giống như chưa bị tội phạm tội nào á, thì nó sẽ giam cho anh 1 năm, có nghĩa là giam cái bằng lái anh á, nó vẫn cho anh đi làm, có nghĩa là anh chạy xe, ok ví dụ như ok 6 giờ sáng anh có quyền ra ngoài ra nhà, về 8 giờ tối anh được trong nhà không được ra ngoài nữa, đó là cái luật đó là loại 3, loại nhẹ đó. Còn mà nếu mình nặng á thì nó sẽ đeo một cái giống như là một cái báo động trong cái chân, cái ngay cái chỗ mà đòi cái mắt cá chân á, đó mắt cá chân, khi mà anh chỉ cần mà anh uống một giọt rượu thì cái đó nó sẽ báo động thì cảnh sát tới nhà liền, bất cứ anh ở đâu là nó bắt anh liền đó, như thế. Còn cái thứ ba nữa đó thì nó bỏ cái máy anh nằm trong cái xe, nó cho anh đi làm đàng hoàng, vẫn cho cơ hội đi làm đàng hoàng, nhưng khi mà anh uống rượu trong xe, uống rượu đâu bất cứ đâu biết, mà anh có mùi men á, thì anh, trong xe anh đề không bao giờ nổ, khi anh đề xe không bao giờ nổ, mà có không có mùi thì anh đề xe nổ, mà khi mà anh có uống rượu bia vô á thì anh đề xe không bao giờ nổ xe, đó là như thế, là anh đang thụ án, chứ không phải mà giống như mà anh ra, anh đã hết tội rồi mà anh ra ngồi ra đã bị thả đó, thì nó không có phải là anh còng, đã thả rồi thì không có làm được gì đấy. Chỉ có là những khi mà anh đi kiếm việc làm này kia nọ thì rất là khó khăn, không phải rất khó khăn mà cơ hội đó không có luôn, cơ hội đó không có luôn, chứ phải là rất khó khăn đó, như thế đó. Mà nhưng điều ấy, Việt Nam có được một cái, ở Việt Nam có được một cái ấy, là anh ở tù, khi anh mãn hạn tù anh ra ngồi thì anh có cơ hội đi làm và có cơ hội những người xung quanh giúp đỡ, thì Việt Nam mình được có một cái đó. Còn mà mình không nói ở nước ngoài nghe, mình chỉ nói riêng nước Mỹ á, là mình ở sống nước Mỹ mình biết thôi, đó là đa số là khi những người ở tù khi mà ra nó xin lỗi nghe, bà con cô bác cũng không có giúp đỡ đâu, có người Mỹ nó không giống như người Việt mình, có người phương Tây giống như người Việt, nó không giúp đỡ đâu, đó nó thà nó đi làm từ thiện chứ không có gì, không giúp những người đó. Dù lắm ví dụ đứng ngoài đường thì nó thấy tội nó cũng cho đồng vậy thôi, đó như thế. Chứ nó không có gì giúp đỡ, không phải giống người Việt Nam, cũng như điển hình những người Việt bên này nè cũng có ở tù, nhưng điều ra có cơ hội, tại vì người Việt giúp người Việt, có thể là người Việt hiểu nhau cái việc các con người Việt Nam mình thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau, đó thì có. Chứ còn mà người Mỹ mà đi ra khỏi tù rồi, never là không bao giờ có, không bao giờ có cơ hội để làm lại con người, tại vì nó nghe ở tù là nó sợ lắm. Đó thì bất cứ cái chuyện gì như thế thì TK lên đây chia sẻ những cái gì đó, thì em có hỏi gì thì nếu bạn đã biết được anh nói. Ở Việt Nam là còn có cơ hội như thế này, những người mới ra tù á hoặc là bị án treo ra thì được các tổ chức đoàn thể ở xã hội như là đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nói chung là các khối đoàn thể người ta vẫn thường xuyên đến nhà động viên để giúp đỡ định hướng làm ăn, phát triển kinh tế hoặc là tìm kiếm cơ hội việc làm cho. Đấy là tuổi đó là anh nói riêng cái mà cái tình người đó. Anh nói chỉ nói cái tình người thôi, nhớ không? Cái tình người á, Mỹ á thì bên Mỹ này hắn cũng có tình người, như hắn đi làm những cái từ thiện, cái chuyện cuộc đó, nhưng nó không có cái tình người mà nó sợ những cái ngựa tù ra. Còn ở người Việt Nam mình á, lúc nào ok lúc nào phạm tội khi mà ra tù á thì cái con người Việt Nam ở Việt Nam nó có một cái tình người, có cái là ok tao sẽ cho mày một cơ hội, ok tao sẽ tạo điều kiện cho mày đi làm, tao sẽ tạo điều kiện cho mày, nếu như mà cái con người mà biết làm ăn lại á, thì nó sẽ con người nó sẽ là một người đàng hoàng, nó sẽ có công ăn việc làm đàng hoàng thì nó sẽ phát triển lên, đó như thế. Là ở Việt Nam mình có đó, nhưng ở riêng Mỹ thì tất cả các nước Mỹ, riêng Mỹ mình thấy cái đó là khi mở tù ra không có cơ hội để làm lại con người, đó là sự thật đó. Đó thì ok, thì đó là cho ai lên đi, vâng, có chia sẻ vậy thôi. Chú ở bên Đức, chú lên. Em cảm ơn anh. Ok, rồi thank you Duy và cả nhà, bye bye. Bye bye.